Từng giọt nước sinh hoạt, lúc có, lúc không, được bà Lay ở xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa, xếp hàng gần một tiếng mới đầy một can nước như thế này. Từng can nước được cả gia đình dùng cho nấu ăn, sinh hoạt. Nước ở đây khó khăn quá, ít lắm, nhiều khi còn không có. Nước cũng dùng cho nấu ăn, còn tắm giặt thì phải đi xa mấy cây số, có người thì vài ngày mới tắm một lần. Hơn chục hecta ngô, cùng thời điểm này mấy năm trước đã xanh tốt, nhưng năm nay đều héo úa vì không có nước. Rau cũng trở thành món ăn đặc sản của bản. Nhiều gia đình phải tích trữ rau khô. Một hai ngày mới lấy được can nước, sau khi dùng để rửa rau khô, nước lại được dùng để cho trâu bò, lợn gà, không lãng phí đi đâu cả. Nguồn nước để cho bà con sinh hoạt là rất là đang thiếu thốn, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống sản xuất cũng như là cuộc sống thường ngày của bà con nhân dân. Huyện Tủa Chùa có 12 xã thị trấn, nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, chủ yếu là hệ thống hang ngầm cát tơ nên khả năng trữ nước gần như không có. Theo số liệu từ Trung tâm Nước Sạch của huyện Tủa Chùa, 87% dân số đã được sử dụng nước hợp vệ sinh. Nhưng thực tế, 5 tháng cao điểm mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lượng mưa ít dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu nghiêm trọng. Huyện cũng đã tổ chức đi khảo sát để tìm kiếm cái nguồn có thể xây dựng được các cái công trình hồ chứa nước lớn. Tuy nhiên là cái nguồn vốn để đầu tư nó, theo khai toán của đơn vị tư vấn nó quá lớn ngoài khả năng của huyện và của tỉnh. Thì tỉnh cũng đã tổng hợp cái nội dung này để kiến nghị với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Các điểm trường bán trú cũng khó khăn vì nước. Với các em học sinh cấp 2, cuối ngày lại phải chia nhau đi xách nước về dùng. Còn với các em học sinh mẫu giáo, mỗi ngày một vài phụ huynh học sinh thay nhau chở từng can nước đến trường. Nước sạch ở Tủa Chùa, một trong những huyện nghèo nhất tỉnh Điện Biên, giờ là mong mỏi nhất của các hộ dân.